Lại ở trong mộng, vị ấy thấy cội bồ đề, cây cao rộng được trang nghiêm bằng các báu, có cờ phướn lọng báu, tới cội bồ đề ngồi xếp bằng chéo chân, hàng phục ma oán chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, quay bánh xe diệu pháp độ vô lượng chúng. Lại thấy vô lượng trăm ngàn triệu ức cờ phướn lọng báu, luận nghị quyết trạch các loại pháp nghĩa, đó là thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, tu hạnh Bồ Tát, hàng phục ma quân, dứt hẳn thói quen nghiệp chướng, hướng tới chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại còn mộng thấy mười phương vô lượng trăm ngàn triệu ức Phật, cũng nghe tiếng của chư Phật bảo rằng, thế giới đó, Như Lai ứng chánh đẳng giác tên đó, có ngần ấy trăm ngàn triệu ức cờ phướn lọng báu, ngần ấy trăm ngàn triệu ức đệ tử thanh văn cung kính vây quanh nghe pháp. Lại mộng thấy mười phương vô lượng trăm ngàn triệu ức Đức Phật vào bát Niết Bàn. Mỗi mỗi Đức Phật ấy sau khi vào Niết Bàn đều có thí chủ vì cúng dường thiết lợi la xá lợi của Phật, nên dùng bảy báu dựng xây vô lượng trăm ngàn triệu ức bảo tháp. Tại các chỗ mỗi mỗi bảo tháp đều được trang hoàng bằng vô lượng phẩm vật thượng diệu, như tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các chân châu vi diệu quý hiếm, kỹ nhạc đèn sáng mà cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen trải qua vô lượng kiếp. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này thấy các loại tướng mộng lành như thế, hoặc ngủ hoặc thức, thân tâm đều nhẹ nhàng an vui. Các vị thiên thần giúp ích tinh khí cho họ, khiến cho thân thể họ cảm thấy nhẹ nhàng. Do nhân duyên đây nên chẳng còn nhiều tham nhiễm đối với vật thực, thuốc men, y phục, đồ nằm. Tâm họ không đặt nặng đối với bốn đồ hiến cúng, như sư Du Già nhập định thủ thắng vi diệu. Do sức định ấy tươi nhuận thân tâm, từ định xuất rồi tuy gặp thức ăn ngon nhưng tâm vẫn khinh an. Đây cũng như thế, vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, nhờ tất cả Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, thanh văn Bồ Tát, trời rồng dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mà khô lạc già, nhân phi nhân, đủ đại thần lực, oai đức, rực rỡ thủ thắng, ở tam thiên đại thiên thế giới đây và vô biên thế giới khác, những bậc đủ đại thần lực, oai đức thủ thắng, từ bi hộ niệm, đem rượu tinh khí thấm rót vào thân tâm, khiến cho họ ý chí dũng mãnh, thân thể tráng kiện. Này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn được công đức thắng lợi hiện tại như thế, thì nên phát tâm trí nhất thiết trí, lấy không sở đắc làm phương tiện. Đối với kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh chuyên tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, truyền bá cùng khắp. Này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, tuy đối với kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây, chẳng thể lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh chuyên tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình, tuyên nói lưu bố, mà chỉ biên chép trang nghiêm bằng các báu, lại đem các phẩm vật thượng diệu như tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, cờ phướn, lọng báu, các chân châu vi diệu quý hiếm, kỹ nhạc đèn sáng mà cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thì cũng được công đức thắng lợi như trước đã nói. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này có thể làm lợi ích, an vui rộng lớn cho vô lượng vô biên các hữu tình. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào dùng tâm ứng hợp với trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh chuyên tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình, tuyên nói lưu bố, hoặc lại biên chép trang nghiêm bằng các báu, đem các phẩm vật thượng diệu như tràng hoa cho đến đèn sáng mà cúng dường, thì được nhóm phước vô lượng vô biên vượt hơn các hữu tình khác, trọn đời đem vô lượng phẩm vật thượng diệu như vật thực, y phục, đồ nằm, thuốc men, của cải, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen mười phương thế giới, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và chúng đệ tử, cũng hơn hẳn các hữu tình khác cúng dường thiết lợi la của mười phương Phật và đệ tử Phật sau khi vào Niết Bàn. Bằng cách dùng bảy báu xây dựng bảo tháp cao rộng trang nghiêm đẹp đẽ, lại đem vô lượng tràng hoa trời vi diệu cho đến đèn sáng trọn đời cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì mười phương chư Phật và chúng đệ tử Phật đều sanh ra từ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế,